Thì bạn có một bài chia sẻ về bệnh tuyến giáp và vai trò của các loại hay là sự tích thì trong phẫu thuật của tuyến giáp. Tại sao thì có cái bài chia sẻ này, bởi vì là chúng ta đã biết thì cái bệnh của tuyến giáp thì bạn sẽ càng tăng với những cái tỷ lệ mắc càng tăng. Tôi xin điểm qua một vài cái thông tin quan trọng. Ung thư tuyến giáp là một bệnh ác tính, tác của tuyến nội tiết và tỷ lệ mắc 3-1%. Thì đây là một trong những tỷ lệ rất là cao so với tất cả các ung thư khác. Theo các con số về thống kê thì nữ mắc thì nhiều hơn nam, tỷ lệ khoảng 3 lần. Tỷ lệ mắc cao hơn ở các nước phát triển thì có thể là do quá trình công nghiệp hóa, và Việt Nam cũng là một cái nước mà đang phát triển, bây giờ đã tiệm cận cái nước phát triển. Phát triển ở đây ý là phát triển về công nghiệp. Việt Nam đang chuyển dịch mẽ về chuyện công nghiệp, còn thì đời sống kinh tế nên là sử dụng các sản phẩm công nghiệp, thì đấy là một số mà có thể nói là một trong nguyên nhân là đẩy cái tỷ lệ ung thư tuyến giáp ngày càng tăng. Thường thường là tại sao lại nữ giới tăng cao, bởi vì người ta thấy rằng là các cái tuyến giáp nó có thụ thể với lại cái estrogen. Thế thì người ta ra là cái tỷ lệ nữ nó cao hơn nam giới, bởi vì nó liên quan đến cái chuyện giới tính, liên quan đến hormone, và tỷ lệ của người da trắng lại cao hơn người da đen. Chúng ta thuộc da vàng thì chắc là gần da trắng hơn thì lại nó cao hơn người da đen trong một số loại ung thư. Và bình quân thì đối với đàn ông là từ 4% đối với phụ nữ là khoảng 20%. Và người thấy đặc biệt là tiếp xúc với lại các cái hóa chất có tính ion bức xạ ion hóa, thì đặc biệt là cái vùng mà có liên quan đến cái nhà máy điện hạt nhân Chernobyl bị nổ, thì cái vùng đó tăng rất cao, và tăng ở người trẻ, tăng ở cộng đồng cao hơn tất cả các vùng khác rất nhiều. Thì người ta đấy là vụ nổ Chernobyl thì đến giờ đã gần 40 năm rồi, thì người ta cũng đã chứng minh được các nguyên nhân của nó. Và gần đây thì cũng biết là Việt Nam trong những cái nước Đông Nam Á sử dụng điện hạt nhân rất là nhiều, như Anh, Trung Quốc ở gần chúng ta hoặc Nhật Bản. Thì đợt này Nhật mà nó lại xả tiếp mà các cái bể phóng xạ của vụ thảm họa thì không biết thế nào, thì Biển Đông cũng là một trong những cái vùng dịch tễ của xạ, đặc biệt là các cái nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc ở gần Việt Nam đều chẳng nghĩ là một yếu tố nguyên nhân làm tăng cái tỷ lệ không, bởi vì là những cái bức xạ ion này nó sẽ đi không phải là nó mà là có thể trong các cái đám mây mưa xuống là toàn bộ các cái vật động vật sống trong cái vùng dịch tễ đó là thì sẽ là một cái yếu tố có thể các yếu tố tiên lượng là thì chúng ta biết là ung thư thì trước kia thì cái quan niệm cổ điển là không sống được qua 5 năm, mình tính 5 năm ở đây, bây giờ chắc người ta bỏ cái quan niệm quá cái ung thư tiến triển đó. Còn thì ung thư tuyến giáp là người tính từ 20 năm, 20 năm và vẫn sống được 90% thôi. Thế thì ung thư tuyến giáp thì và những người thực tế thì rất nhiều người mắc ung thư tuyến giáp và được ở rất trẻ, và người sau đó người ta vẫn lấy vợ sinh con lúc lấy chồng sinh con bình thường, và người ta vẫn tồn tại có người 20-30 năm không thấy tái phát, thì tỷ lệ sống trên 20 năm sau 20 năm là 90%. Thế thì cái quan trọng nhất đối với ung thư tuyến giáp là các yếu tố tiên lượng. Chúng tôi xếp nhóm tiên lượng gần đây thì người ta điều trị đa mô thức, thì đấy là cái quan trọng nhất. Nhà người ta xếp vào nhóm tiên lượng, ví dụ như là những yếu tố tiên lượng tốt là dưới 40 tuổi chẳng hạn, thế hoặc là các cái yếu tố mô bệnh học, có nghĩa là xã hội phân nợ. Yếu tố tiên lượng xấu là yếu tố về hội là không thuận lợi, cái kíp mổ học không thuận lợi, giai đoạn muộn đã di căn được máu là không thuận lợi, hoặc là người tuổi cao
Người tuổi cao thì thường thường là ung thư ở cái tim không thể nào. Đấy, thường thường tim khá là paralytic hoặc là các cái tim. Thế thì điều trị thì người ta sẽ phân nhóm điều trị theo các cái nhóm và điều trị bây giờ là đa cái mô thức đa chuyên khoa phối hợp và điều trị theo cái phân nhóm chuẩn. Thế thì nó có những cái cắt thì cắt bán phần, cắt phần trên giác liệu pháp cái nhốt rồi là liệu pháp ức chế cái pháp rồi liệu pháp mà tâm trở. Đây là những phần mà thế thì gần đây tôi bài này thì update cái kiến thức của tuyến giáp thì gần đây trước kia thì đối với lại cái tế bào học tuyến giáp thì nó mang đặc tính của nhà xã hội là kể nể và mang tính cá thể hóa. Ông này đọc là tôi ác tính, ông kia đọc là không điển hình, nó rất là cá nhân và không ai chịu ai. Thế thì người ta thấy là cái kết quả đó nó cực kỳ là tốt và mang chất cá nhân nhưng mà không sử dụng được và sử dụng chứ không biết rồi là để mà đối với một số loại ung thư khác ác tính cao thì như thế thì được nhưng ung thư tuyến giáp nó ác tính nó tỷ lệ sống nó cao lắm, nó sống sót sau nó rất là cao. Thế thì mà lại cứ gây ra một cái thông tin nó không đồng nhất xong rồi gây ra một cái người chẳng biết xử lý gì. Cái kết quả của các bác tốt lắm nhưng mà nó không hiểu trong thực tế. Thế thì người ta không sử dụng các cái đủ loại tên kết quả của ông nhà lão bệnh nữa, người ta bắt các cái ông lão bệnh là chia ra tôi thành 6 nhóm, người ta đã nghiên cứu chán này nhiều chục năm rồi để đủ các. Thế thì người thấy rằng là nếu như mà một cái nhóm chuẩn hoặc các cái nhà lập ra cái nhóm beta đa này mà cái đọc mà thấy xong lại đi theo dõi thì cái tỷ lệ sống là vậy thì đã có tỷ lệ là không chắc là nếu mà đọc chuẩn đấy thì tỷ lệ gặp là bao nhiêu nếu mà làm chuẩn. À, từ cả năm này chẳng có đọc bác sĩ ngoại bác sĩ giáo ngoại trực tiếp nhiều hơn xưa chẳng đúng rồi ông phải phép được bao nhiêu làm chuẩn ông lượng chuẩn thì cái tỷ lệ ác tính nó gặp như thế này. Đó, thế thì nhóm một là do là không tiếp cận được cái tổn thương ấy là do là lấy để tế bào nó giả ngoại ấy là nó không đủ để đọc đấy, nó không đủ số nhóm tế bào là thì cái đấy nó có nhiều kỹ thuật lắm thì đôi khi đã bị chặt chứ cần nó nhỏ quá thì điều kiện những người ấy nó dẫn ra nó đấy thì nó dẫn đến là tỷ lệ ác tính thì gặp 5 đến 10% nên gọi là tôi gọi là phê độ là không gặp được. Thế thì thôi đây là nó không phù hợp không tương thích không phù hợp với lại chẳng này không phù hợp được. Thế thì còn nhóm hai là tổn thương này tính là thế thì nhưng mà vẫn có những trường hợp này đến dưới 3% là có ác tính đấy thì cái gì nó cũng có thì thế là có thể là cái lỗi nó biến đổi tế bào và cái lỗi nhận định. Thế thì người ta cho phép cái này tính là vậy thì lại ung thư tuyến giáp mà bị toán cao 3% thì rất chấp nhận đây chưa nữa vì vậy vì là ung thư tuyến giáp nó rất lành thì không năm nay đi khám thì chỉ là 20 năm mà thực sự đã nó đã bị toán rất cao nên là người ta mới chính vì đã đó nên người ta chấp nhận những cái tỷ lệ ung thư tỷ lệ là u đấy chắc vẫn còn ở đấy thì lần tới người ta đi khám để người ta sẽ phát hiện ra đấy chứ không phải là chấp nhận cái chuyện là tỷ lệ ung thư đâu. Đó, đấy là cái lý do là người ta chấp nhận. Thêm nhóm ba là cái tổn thương mà kể cả là không xác định được rõ ràng rồi nó hơi có gì một tí hơi to hơi để thì chưa cân được là sang lành chưa cân được sang ác thì tỷ lệ ác tính chỉ 3%. Vậy thì tốt nhất là bệnh nhân nó còn sống rất dài mà thì năm sau tháng sau đi làm không sao cả hãy không có gì để qua nó cả. Vậy thì ác tính đạt cái 3% nhưng vẫn thì cũng không sao. Nhóm 4 là cái nhóm thể nang, nhóm thể nang này thực chất bản chất là này nhưng cái ung thư thể nang thì không phân biệt được với lại cái ung tuyến thể nang, nó phải là dựa vào cái chuyện xâm nhập mạch rồi xâm nhập vỏ. Thế thì vậy thì lan là người ta xếp vào cái nhóm mà tiệm cận trên 40% ác tính không sao cả đấy. Vậy thì dưới 40% ác tính vẫn người ta vẫn không được vậy người ta vẫn là điều trị mang tính chất là theo dõi chăm sóc. Và nhóm 5 ý là ông đã nghi ngờ ác tính trên 50% ác tính thì lúc đấy là để và có phát triển tăng sinh đơn dòng thì các anh ấy sẽ sắp xếp cái chuyện nào có cần hãy cắt bỏ cái nhân đi chứ chưa chắc có thể cắt đi đó chứ không cần phải đây là và nhóm tổn thương ác tính người ta cho rằng 95% trở lên ác tính đã khẳng định. Thế thì vậy thì đặt bây giờ nó cũng không cần phải mô tả dài dòng là tôi cá nhân cá thể hóa vậy anh xếp cho tôi dựa vào cái đó là anh xếp cho tôi và cái kinh nghiệm kết quả tất cả kiến thức xã hội và anh xếp cho tôi đủ 6 nhóm để cho nhà lâm sàng như là sơ đại điều trị cho bệnh nhân thì đấy là cái bế tắc đa. Thế thì đây nếu mà để chi tiết nữa thì người ta sẽ nghiên về là phối kết hợp giữa
và đa mô thức là giữa khả năng nhảy rồi giữa với lại giải quậy rồi với sinh học phân tử. Kể cả ở Tây thì người ta rà soát bằng sinh học phân tử ngay cả trên tế bào. Thế thì nếu như có ba gáp, cái là bà atypical nhé, có ba gáp thì đương nhiên nó là ung thư đấy, đúng không? Thì ung thư thì trên vãi cái lợn tốt chẳng hạn, thế là sao? Cái Tây nó cái xét nghiệm ba gáp rẻ tiền đó thì đơn giản đấy. Vậy thì vậy thì người ta rà soát chuẩn chỉnh ra, nếu nó là cả sinh học phân tử trên cái tế bào luôn không sao cả thì rất là tốt. Thế thì không có thì tháng sau làm lại. Ở Tây thì 3 4 tháng đối với viêm giáp mà đã loại nào mà nó dính một loại gì hoặc là việt hóa kéo một loại gì, chứ cái loại việt hóa cao rồi nó sống khó tốt lắm, nên là không vấn đề gì cả, chậm vài tháng hẹn vài tháng không sao. Như ở mình thì thôi thì đấy. Thế thì ở Việt Nam mình bây giờ là khám chữa bệnh là không phải hẹn đâu, chứ ở ngoài cái chuyện là viêm giáp là phải hẹn 3 6 tháng thì chuyện bình thường, là bởi vì nó xếp nhóm nguy cơ. Thế thì ở đây là một cái bản phân loại của lão bệnh năm 2017 thì nó rất là dài, thì các anh các chị đều biết ở đây thì bác sĩ thì viết cái đều phải dùng là tiếng Anh hết cho nó chuẩn chỉnh sau này. Nhưng mà chúng tôi sẽ việt hóa ra để cho nó một chút nào. Thế thì nó có mấy nhóm, là nhóm và lành tính là u thứ nang. U thứ nang là chính là cái nhóm mà beta ra là 3 năm 4 năm thì tổn thương nang ấy. Thì tổn thương nang ấy thì nó có hầu hết các tổn thương nang là lành tính đó, nhưng mà có cái tổn thương nang là u bè kính hóa và ung thư giải lãng đã tính. Thế thì tổn thương nang tại sao lại tế bào đấy, nếu như ông đã ngoại nhau ông sẽ đọc trên đây cái biến thể thì đấy, thì lúc đấy nhưng mà cứ xếp vào tôi thể nang là được đó, nó rất phức tạp. Nhưng mà đấy thì có cái bản lại đâu là có tăng sinh nang hiện cấu trúc nhũ, nang hiện có mỡ, nang có dị dạng nhân, nang có giống tế bào nhẫn, nang có trắng. Vậy thì đây là nhà giả ngoại, hãy phân biệt và dùng kiến thức của mình để xem xếp được từ đúng lại đó. Và ra nếu mà đã bệnh mà đặt trên mẫu mô đã nang là lành tính rồi. Còn thì trên tế bào beta đa thì mới là nhóm 4, còn nếu mà đặt giả bệnh thì các cái cấu trúc mà nó cũng có hoạt động khác, ví dụ như là nang mà có cấu trúc rõ ràng thì vẫn là tốt và lành. Và còn một cái dạng nang nữa là tiềm nang ác tính, có nghĩa là nó có đặc điểm nhân thể nhú thì nó có tiềm năng ác tính, ưu tiên là tiềm. Thế nên là năm 2017, đây là cái phân loại cũ năm 2017, thì lúc đó người ta để hai cái này, nhưng bây giờ người ta vứt đi rồi, ta thấy là tiền lượng sống nó tốt lắm, không có vấn đề gì, điều trị nó như nhau, xếp nhau thấp, cái gì người ta bỏ đi. Đây là tôi muốn nói lại lịch sử, và đến giờ phút này thì không phải đâu cũng dùng 2020, 2022, 2017 vẫn đang thịnh hành. Thế thì để cho chị em biết là tại lâm sàng là vẫn dùng 2017. Thế thì chúng tôi sẽ update cái 2022. Ung thư biểu mô thể nhú là cái loại biến hóa cao. Thế thì nó sẽ cái biến nhú có biến thể nang, rồi nhú có vỏ bọc, rồi là nhú có vi nhú, rồi vi ung thư thể nhú, rồi bắt đầu đấy là những loại người rất tốt. Còn nhú nó có biến thể trụ, biến thể lơ toan, biến thể tế bào con sen, biết đấy là bắt đầu là nhóm ác tính cao hơn. Và các biến thể khác là biến thể sơ hóa rộng, biến thể tế bào cao, biến thể mắc sàn, rồi có cầu sừng, biến thể sơ hóa nhiều kính hóa, biến thể bè, biến thể lơ toan, biến thể oai, biến thể sáng, biến thể giống với lại biến lympho. Thế thì đấy đấy là những cái biến thể mà người ta phải đọc các biến thể để xếp nó nguy cơ. Và ung thư biểu mô thể nang thì với lại cái u tuyến thể nang kia nó khác nhau cái là xâm nhập mạch máu và xâm nhập bỏ. Nếu như mà nó vi xâm nhập thì rất khó, còn để xâm nhập nang rộng thì không ăn gì rồi thì dễ chẩn đoán rồi, nó vi căn rồi nó phá vỡ rồi nó vỡ bỏ thế rồi. Và nó còn có thêm một khuyến mại những cái biến thể đã nang rồi, nó còn biến thể dạng nhẫn rồi biến thể nọ kia thì cũng khó. Thế và tế bào hớt thì bây giờ mới thì người ta bỏ tên tế bào hớt, thì không dùng tên riêng nữa. Anh Mỹ thì người ta rất không thích dùng tên riêng, và về thế giới đồng ý là năm 2022 thì sẽ thay là tế bào ưu toàn sẽ được tế bào hơn xâm nhập. Thì phải kém biệt hóa thì rất dễ chẩn đoán, nó dày đặc tế bào tính cả, và kém biệt hóa thì cũng có tiếp ưa toan. Còn cái loại giảm biệt hóa là tế bào đa hình dạng anaphylaxis, là tế bào rất là khủng khiếp, thì đây là giảm biệt hóa và dạng sắc không đã tế bào khổng lồ dạng biểu mô vẩy. Và có rất nhiều trường hợp mà ung thư vẩy không tìm được nguyên nhân, có khi là tiền sử là ung thư tuyến giáp hay sẽ cắt vào. Để có những bệnh nhân rất nhiều năm sau tái phát ung thư vậy không có một ung thư nào khác, và các bệnh nhân thì hóa ra là ung thư tuyến giáp. Thế là người ta khám
trước kia kinh nghiệm của các thầy kinh nghiệm lâm sàng là cứ tháo cái sẹo cổ một cổ. Thế thì thực ra thì lịch sử bệnh nhân đấy và có khi là làm chẩn đoán tạo bệnh không bài bản trước đó không hiểu hóa ra nó là có thể cái bầu bệnh chúng ta thực sự thể tủy tạo các biến thể thuốc các loại biến thể thì để thấy là để, năm 2022 thì bắt đầu người ta thấy là cái ông hai công việc thấy nó thầm thuần tính kỹ thuật phức tạp quá và cái giá trị của quan trọng nhất đối với nhà lâm sàng để điều trị bệnh nhân đấy nó phải rõ ràng nó phải vàng nó hữu ích. Thế thì cái thông tin nó quá nhiều, thế bây giờ người ta xếp thành bài nhỏ thực ra là nhóm lành, nhóm có nguy cơ thấp và nhóm ác tính. Nhóm ác tính thì chia thành ba độ nguy cơ tạo, thế thì nó rất là dễ, thế thì nó clear hơn, nó rõ ràng hơn, nhiều cái nó bỏ đi rườm rà bỏ đi đấy. Và nhóm một nhóm hai là u cấu trúc này dị dạng rồi là u tuyến lang này tất cả nó cho cái giỏ phải có này, cái giỏ này thì lành hết không có đáng gì đáng ngại. Muốn cấu trúc về cơ trúc ông khẳng định cho tôi là cấu trúc lành, thế thì đó, thế thì đủ các cái biến thể thì kể cả là tiềm năng ác tính ấy thì cũng cũng không có vấn đề gì. Thế thì đến cái u có tiềm năng ác tính thấp là nhóm thứ ba là lâu vít. Thế thì lúc đấy người ta mới xếp là riêng là u tuyến thể lang với cái đặc điểm nhân thể nhú hay là cái H5O17 thì người ta sinh ra cái gọi là NIP đấy. Thì cái NIP đó chính là cái mà có đặc điểm nhân thể nhú. Chính vì cái đặc điểm nhân thể nhú này thì chúng tôi mới chẩn đoán được trên fRNA, có nghĩa là trên tế bào chọc thủng nhỏ, chúng tôi đã thấy được cái đặc điểm nhân thể nhú thì kết luận đấy là ung thư thể nhú. Nhưng mà nó lại có cấu trúc nang, siêu âm cấu trúc nang rồi thì lúc đấy là nó lại là NIP đấy. Thế thì trường hợp mà gặp NIP thì hoặc là nhưng bây giờ người ta điều trị nó dễ hạn lắm, là người chỉ cắt cái nhân và cắt cái bên đấy là cùng các chỗ đấy, các chỗ khác này không cần cắt nếu như mà cái phần tuyến giáp nhu mô nó tốt. Nhu mô viêm mà cái đấy là tùy theo nhà nội tiết, nhà bác sĩ nội khoa, nếu nó viêm hết thì chỉ cắt cái chuyện khác, còn nếu nó không viêm nó qua này mà bệnh nhân trẻ thì không cắt, cắt nó tan. Thế giả dụ thế nó thay đổi quan điểm đi, là chính nhà lão anh cũng góp phần ra làm chẩn đoán sai rất nhiều ngày xưa là cái thường nhân thể nhú này càng làm cái thể nhú thì chúng tôi có biết là nó thế nào đâu, thì cái đặc điểm nhân là đúng rồi. Thế bây giờ là à, mà đặc điểm nhân này đúng thì phải để nó làm ít à, có tiềm năng tính thấp rồi tiên lượng tốt và điều trị nó ngắn gọn thôi, nó giới hạn nó không được quá và u có thể còn có cả nhóm u có tiềm năng ác tính không rõ ràng xếp vào đó và nhóm ác tính. Nhóm ác tính thì ung thư thể lang, ung thư thể nhú và biến thể lang có xâm nhập của ung thư thể nhú tế bào cơ toan cũng được và đặc biệt là ung thư thể lang độ cao hay là thấp thì là kén thể hóa thì lúc ấy là người ta phân là khi ở độ cao thì để các nhóm kia khác nhau và ung thư biểu mô biến hóa mà độ cao ví dụ như là có tính chất xâm nhập mạnh và ung thư giảm biệt hóa và tế bào đang tiến là lúc đấy là độ cao rồi. Thế thì bây giờ là người ta xếp là nhóm nguy cơ thấp, nhóm nguy cơ cao và ung thư các cái phân nhánh ung thư của cái thể tủy rồi ung thư các cái loại khác tiếp cận giống như là cái nước bọt như vậy. Thế thì là các cái loại ung thư này thì có và tuyến giáp và cực kỳ hiếm gặp và giống như là giống như kiểu cái nước tuyến giáp cũng có, nên là có những loại ung thư mà không thể không giống giáp và không đọc được thì làm cái gì cũng không leo ra thì nó một cái dạng như sẽ hiếm lại tuyến giáp hoàn toàn không không phải là nơi khác di căn đến tuyến giáp. Cũng có trường hợp ung thư cổ phổi di căn tuyến giáp cũng có, tuyến giáp di căn phổi ít hơn cũng có nhưng ngược nhau cũng có, nhưng mà cái đấy là phải khẳng định bằng rất nhiều các yếu tố rõ ràng chứ không có thì có thể là sai đấy và không nên bảo ra. Thế thì đây là những cái đặc điểm mà bây giờ người ta phân, người ta không phân nhiều nữa, người ta phân vào các cái nhóm nào nguy cơ thấp nguy cơ cao, ví dụ như là nguy cơ cao là cái tế bào cùng con sên, tế bào cao nhất là những cái biến thể và dựa vào cái là phải người ta đọc thì bây giờ còn đây là một cái thẻ ung thư thể nhú thì cái đấy là cái rất là tốt. Nhưng ngược với này hai cái đặt tế bào đúng nhau nhưng mà cái này nó đầy đầy đặn hơn thì đây là một cái ung thư thẻ insulin này chưa gọi là chẳng hóa là chúng tôi sẽ dựa vào những đặc điểm đó để chúng tôi thì đặt để xét nhóm tiên và nếu như mà cần các cái phân loại giai đoạn bệnh thì cũng dựa vào kích thước, dựa vào sự xâm nhập vỏ, dựa vào sự di căn hạch,
dựa vào cận xa thì từ đó người ta, và nó cũng không có thay đổi nhiều so với các cái phân loại trước kia. À, người ta xếp nhóm và từ cái giai đoạn bệnh thì người ta thấy rằng là cái tiết lượng bệnh, thời gian sống trong người nam ấy là khác nhau. Cả giai đoạn 4 thì thời gian chỉ sống ở dưới 50% thôi, còn nếu như mà bệnh nhân trẻ tuổi giai đoạn 1 thì có thể gần như là tất cả đều sống được qua 10 năm. Đấy, thì ra là phân loại giai đoạn nó có ý nghĩa là cái lượng mà người ta xếp. Bây giờ thì bệnh nhân 55 tuổi là cái cắt ở trên 55 hay dưới 55 tuổi, thì tất cả những bệnh nhân mà dưới 55 tuổi dù có đi căn xa thì vẫn chỉ là giai đoạn 2 thôi, người ta sẽ lấy bỏ cái nhân đi đi. Đấy, người ta xếp. Còn thì bệnh nhân già mà hoặc là thẻ anaphylactic thì xếp ngay nó là giai đoạn 4 4B, đi căn xa là 4C. Thế thì phân nhóm các cái nguy cơ, thế thì cái quan trọng nhất đối với lại cái năm 2022 là đặt trở vậy, đặt tất cả cuối cùng là phải phân nhóm nguy cơ cho các nhà lâm sàng. Thế thì nhóm đã ung thư rồi nhá, cần ung thư thể kết luận là ung thư chắc chắn nhất, nhưng nếu và có biểu hiện là không có đi căn xa, là không cắt bỏ hoàn toàn về mặt đại thể, là không xâm lấn vô xung quanh này, thì không phối vào, không có những cái biến thể gọi là độ cao như là tế bào cao, tế bào đảo là thể insula, thể tế bào trụ hoặc tế bào oncocyte hoặc là thể nang người con C, là đây đây cái nhóm đấy là nhóm của đoá kinh đạt thì xếp vào là thấp. Còn nếu không có cái biểu hiện đó thì là thấp, nguy cơ thấp, không xâm lấn mạch máu và không cần tồn dư, ý là khi làm ghép tạng và nhốt thì nó không cần bắt thuốc hoặc là di căn hạch, nhưng mà vi di căn dưới 0,2 mm nào, dưới 2 mm thì dù có di căn hạch và chúng tôi cũng bây giờ thì cắt lại là rộng mở vì di căn hạch nhiều, và chúng tôi bắt được vài năm mới di căn hạch bình thường. Nhưng di căn dưới 2 mm thì cứ trả lời cho người ta là có di căn rồi, người ta cũng không thay đổi, thay đổi được gì. Nên là chứ không phải là cứ di căn hạch là người ta cắt toàn bộ tuyến giáp của bệnh nhân đâu. Thế thì cứ trả lời còn phá vỡ vỏ hay không phá vỡ vỏ, là biến thể mà có vỏ bọc rồi biến thể nang mà bị phá tốt đấy, và dù rằng có xâm nhập ung thư thể nang có xâm nhập nhỏ hơn 4 ổ mạch máu, có hay không xâm nhập được thì vẫn là nguy cơ thấp, và có đột biến 3 gap thì là nguy cơ thấp. Nhóm nguy cơ trung bình là ví dụ như là có xâm lấn và vượt qua tuyến giáp, rồi có khi mổ rồi mà chụp lại nhấp nãy vẫn thấy thấy thì chúng ta không lấy cũng hết rồi, và có cái độ mổ học cao ví dụ như là thể tế bào cao, thể đảo, thể trụ, thể tế bào con sen, thể tế bào gì đấy thì là automatic là sang nhóm A. Thế vậy thì nhà gái quậy hãy đặt cái di thể này cho người ta để người ta xếp nhóm. Thế thì lý do như vậy là để cho nhà lâm sàng yêu cầu chúng tôi và chúng tôi cũng đáp ứng. À, thì 2B thì đấy. Và di căn hạch N1 nhưng mà kích thước nhỏ hơn 3 mm, 3 cm để không phá vỡ vỏ hạch, và có thể đau ổ ngoài tuyến giáp nhiều chỗ nhưng mà có đột biến, đột biến 3 gap là một yếu tố tiên lượng tốt cho ung thư. Và nguy cơ cao là u xâm lấn rộng về mặt đại thể, không cắt bỏ hoàn toàn. Đấy, cắt thì nó không cắt được đâu, di căn xa rồi là vẫn thấy có các cái hormone tuyến giáp ra tiết, là chất nó tiết ra rồi di căn và hạch lớn hơn 3 cm phá vỡ vỏ và ung thư thể nang và xâm lấn rộng mạch máu, nhiều mạch máu thì có cả nguy cơ di căn xa bằng đường mạch rộng rồi. Thì vậy thì cái thì update 2022 mới nhất đối với ung thư tuyến giáp đấy là anh đọc giáo anh phải thì xếp nhóm tiên lượng cho người ta, mục đích cuối cùng là để cho người ta có một cái điều trị cho chặt chỉnh theo protocol. Thế thì cái thứ hai nữa là chúng tôi cắt lạnh là gì, cắt lạnh là dùng một cái máy có thể làm lạnh bệnh phẩm để cắt ra được cái kết quả trong vòng 15 phút ra tiêu bản, và đặt sớm nhất là 20 phút đến 30 phút để ra trả lời câu hỏi cho nhà lâm sàng thì đang trong khủng hoảng. Thế thì cái chuyện đấy là cái máy các bạn đây thì ở khi là mình có cái phòng có cái máy giống như này là cắt là thế, cắt lại thì cũng là một cái phương pháp mà khá là tin cậy, thì đối với lại
thì đậu ấy thì đạt được 92-98%, và cái này thường quy trong ngoại khoa, nhất là các bệnh viện ngoại khoa, bệnh viện Đức chúng tôi thì hàng năm phải từ 4.000 mẫu, rất là số lượng rất là lớn. Thế thì là một trong bước để hỗ trợ cho rất nhiều các cái phẫu thuật trong chuyên ngành, nhưng mà đặc biệt là phẫu thuật trong cái tuyến giáp thì là một trong những cái mà để đánh giá cái sự xâm lấn, đánh giá tiếp bệnh, đánh giá giai đoạn và xâm lấn cận hạch, đánh giá. Thế thì đối với này thực ra thì các loại đối với giáp thì đạt được cái độ chính xác khá là cao, nhưng cái ung thư thể nang ấy là một cái khách hàng không muốn nhất, là cắt lại nó cũng khó, là bởi vì anh có kiểm soát hết đấy không, mà chỉ cần cái may mắn mà anh kiểm soát được thì nó vẫn hơn cái ông chọn thế là cho cái vào đó chỉ chứng minh được là nang thôi, còn cắt lại thì vẫn nhìn được cấu trúc, nên là hoàn toàn là có thể thêm được là phá vỡ của ai không. Thế thì nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của cái labo đó là anh có làm được chuẩn cho tốt thấy được nhiều không, thì sẽ tỷ lệ chính xác sẽ cao lên rất là nhiều tùy thuộc vào kinh nghiệm. Thế thì đấy là để bổ sung cho cái kết quả trọng, đặc biệt là tìm hạch di căn thì phải chưa mở để tránh những nguy cơ vào. Thế thì các cái nghiên cứu trên thế giới thì cái nghiên cứu này là người ta có thấy là cần có cần phải hiện vai trò của cái cắt lại trong mổ có ý nghĩa gì. Đây là cái bài và cái cách người ta đưa ra là đối với lại là các cái tổn thương là riêng đối với lại cái nhóm mà beta da 3 4 thì độ nhạy nó khá là thấp rồi, nhưng đặc biệt là nhóm 1 là chặt tế bào siêu thì không cái nghiên cứu này thì ra là nên 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 khuyến cáo với các bạn thì nó sẽ tăng được chính xác, và đặc biệt là những tổn thương lành tính thì có khi không cần các bạn, những tổn thương mà nghi ngờ ác tính thì nên các bạn. Đây thì nghiên cứu thứ nhất, nghiên cứu thứ hai tôi chỉ dẫn một vài cái nghiên cứu. Thế thì để là mục đích người ta nghiên cứu để tìm ra mục đích của cái các bạn để trong mổ nó có ý nghĩa không. Thế thì cái kết luận của cái nghiên cứu cũng đưa ra là một trong những cái công cụ hữu ích để xác định cái phương pháp phẫu thuật phù hợp cho cái giáp và việc cái phương pháp cắt lại trong mổ có liên quan đến độ nhạy cao đối với lại các cái u ác tính, và đặc biệt là sẽ giảm những trường hợp mà người ta sẽ cắt tuyến, ví dụ như là chọc tế bào khi nhỏ người ta đã lên kế hoạch định hình rồi, thì đặc biệt đến giai đoạn gần đây thì thay đổi theo cái năm 2022 thì chúng tôi sẽ đạt được cái tip là nguy cơ, đánh giá nguy cơ đấy, nguy cơ thấp, nguy cơ cao, nguy cơ trung bình, thì lúc đó thì các anh nhà lâm sàng có thể thay đổi chiến lược điều trị ngay cái lúc đó. Là bởi vì là nếu như nó xâm nhập mạnh, nó xâm nhập hoặc là tiếp tế bào cao thì là chúng biết là ta thay đổi chiến lược đấy, là từ nguy cơ thấp thì các anh có thể cắt bán phần thôi, một một góc với tuyến giáp cũng được vì hết cái tổn thương này. Thế thì ngoài ra lại còn có cái ý nghĩa nữa là đánh giá cái nhu mô tuyến giáp còn lại, giả dụ như trên một cái nền tuyến giáp mà nó viêm mãn tính sơ ấy, chức năng nó chẳng còn, thì đây là cái tổ oxy trong ung thư, cái ổ ung thư tiềm năng. Thế thì có thể người ta cắt thì thà rằng là hay điều trị nội tiết thay thế còn hơn là để cái ổ ung thư tương lai kiểm tra, thì nó này rất thay đổi. Thế nghiên cứu thứ ba là phải có cần thiết hay không đó. Thế thì kết luận của cái nghiên cứu này cũng là đối với lại cái khách này, cái khi mà đặc biệt những trường hợp mà trả lời là nghi ngờ ác tính thì nhóm năm đấy là cực kỳ hữu ích để kết luận luôn là ác tính là hữu nhất cho cái đấy. Và nếu mà đã tính rõ rồi lành tính thì đấy tùy đấy, còn thì thấy thì nếu như mà nhà lâm sàng vẫn cần sử dụng thì nó cũng sẽ có đưa cái thông tin tốt hơn. Thế còn thì và đặc biệt là cả các bệnh thì ví dụ là những cái di ung thư gì đó, thì bảo là tìm thì cũng khó, đặc biệt là trong trường hợp mà viêm tuyến giáp mãn tính. Thế thì cái di ung thư ấy là chúng tôi thực ra bây giờ tuyến giáp người ta phẫu thuật nhiều, thì có những trường hợp là
Chúng tôi vẫn khuyên các em mới làm hơn là có một cái nhân keo hoặc cái nhân alumater này, nhân nhân này nhân là nhóm này. Thế thì không cần tham lấy vào cái nhân đi nhiều, mà cái phần tuyến giáp xen kẽ giữa các nhân đó thì lấy hết, lại bắt được ung thư ở cái vùng tuyến giáp viêm mãn tính xen kẽ đấy. Còn cái nhân mà nó thay nhân rồi thì nhìn đại thể các anh mẫu cũng biết, mà chúng tôi nhìn thì biết ngay là nhân này như thế nào. Nhân nó mà ranh giới rõ màu sắc nó còn bị, nó còn màu nâu vàng gì thì đấy nó là hơi oncocyte thì càng ngại tính. À, giả dụ đấy, thế thì chúng tôi phải khuyên các em là lấy vào cái vùng tuyến giáp lành xen kẽ thì ra ung thư. Cứ cái vùng mà lành lấy thì chẳng có giá trị gì. À, và kể cả là khi mà ung thư thể nang nghi ngờ thể nang thì người ta không lấy cái nõi làm gì cả, người ta cứ rìa người ta bỏ cái nõi này, giống như là quả thì người ta bóc ra bỏ cái hạt này, người ta ăn hết cái vỏ thì người ghép vào cái hạt này, người ta tìm cơ hội tìm được cái xâm nhập nó cao hơn. Đấy đấy là cái mà chúng tôi thường chia sẻ với anh em mới là như vậy. Thế thì còn cái nghiên cứu nữa là nói rằng là để làm các cái cắt lại trong mổ ấy, đối với cái nhân để từng bước làm sao đó bài chất của nhân đó như thế nào. Thế thì theo cái nghiên cứu này thì người ta so sánh lên một cái nghiên cứu đối chứng, so sánh 215 trường hợp thì tất cả các bệnh nhân này đã được làm hồi hồi đã được FNA, sau đó để quyết định là đi làm. Thế thì có những trường hợp mà đặc biệt là cái nhóm mà không nhóm một đấy, nó bị trở lại thì cuối cùng là đã tìm ra được là có hai ca ung thư và các bạn là tìm được ba ca ung thư và đối chứng với đại châu phi là hai ca ung thư, một ca thì đoán quá mức và tìm ra được là thêm ba ca ung thư và một ca gợi ý ung thư là bốn ca và quyết định là cắt tinh bản thân. Thế thì đặc biệt là cái nhóm một thì có cái gợi ý cao hơn rất là nhiều, đưa ra được cái nhóm mà em đây là ác tính nhà lành tính hoặc là gợi ý và cái cách nó gọi là tại chỗ thôi, còn bán phần thôi thì em khi các bạn đã tìm ra năm ca ung thư và hai ca nghi ngờ thì sau này làm khẳng định lại thì năm ca ung thư và một ca là tính một ca ác tính, cái ca nghi ngờ này tiếp được. Thế thì vậy các bạn đối với những trường hợp mà nghi ngờ thì là có giá trị. Và đối với lại cái trường hợp nhóm mà các loại cái đáp đây là nghi ngờ ác tính khi mà các bạn thì đã loại trừ ra được là 6 ca thì 5 ca là lành tính, một 4 ca là ác tính, một ca là không đủ dữ liệu chẩn đoán và thường quy để khẳng định thì cũng 5 4 ca ác tính và những trường hợp này đã bảo tồn được một phần tuyến giáp, có nghĩa là chỉ cắt bán thận. Như vậy thì sau cái nghiên cứu này người ta chỉ ra rằng là bệnh nhân phân nhóm sâu hơn, số lượng bệnh nhân nó lớn hơn, thế thì người ta chỉ ra rằng là các bệnh có ý nghĩa nên làm sáng tỏ cái em này trong trường hợp bệnh lý đa lâm sàng sử dụng nó như một công cụ đấy. Vậy thì là hoàn toàn là nó có ý nghĩa để sử dụng chứ không phải là không có ý nghĩa hay là có lạm dụng quá cái phương pháp này không, thế thì hoàn toàn là sử dụng được. Nguy cơ và để người ta xem là cái nguy cơ điều trị quá mức hay là dưới mức đối với lại nếu như mà mình không sử dụng cái lạnh thì xem là nó có thay đổi hay không. Thì thực sự là đối với lại cái phân tích như thế thì người thấy rằng là tránh được cái điều trị quá mức hoặc là dưới mức đối với một số trường hợp nhất định rất rõ. Thế thì kết quả như vậy là kết luận là trong trường hợp mà cái này đã tính rõ ràng, nếu mà dọa thì rõ ràng rồi mà chiến lược không cần thay đổi gì cứ tiến rồi, thì có thể cũng không cần cũng được, không sao cả. Nhưng mà trong những trường hợp nghi ngờ thì lên đề xuất là hoặc là không lên đề xuất là nếu mà bệnh nhân cần cắt toàn bộ tuyến giáp mà do nó đã chèn ép rồi bắt buộc phải cắt thì cũng không cần cũng không sao. À, còn thì các cái trường hợp mà cắt tuyến giáp có kế hoạch và cần phải cắt lại thì đôi khi là cái trường hợp cắt lại mà nó làm cái thay đổi phương pháp điều trị ấy, thì nên sử dụng cắt lại để tránh được quá mức hoặc là giảm mức điều trị cho có lợi ích cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp mà
ra đây, có nghĩa là cũng phải, có nghĩa là khi mà làm, thực ra bây giờ là làm chuyên khoa, là ra mô thức trong một cái chuyên khoa, phải phẫu thuật viên chẩn đoán hình ảnh như là u ấy, của cái nhóm ấy là theo gốc, là theo tim, là cái tim tưởng nhau là sử dụng cái kết quả đấy là thành cái tim ấy, kết cả cái tim nó nâng lên, cái chuyện chất lượng là theo tim nó nâng lên theo nhau, cái gì thì không, người ta sẽ tin tưởng nhau rồi thế kết quả này, thì nó lấy đưa cái này để, còn nếu như mà cái kết quả bên đây nó không được nhận như là Việt Nam, là cái chuyện đấy cũng xảy ra, bởi vì các nhà lâm sàng người ta đúng là người ta không không nhận kết quả của nhau cũng đúng thôi, bởi vì là không phải là người ta không công nhận, mà là người ta muốn tìm một cái sự chắc chắn cho người bệnh, thì nghĩ rằng như thế là rất là tốt, thì để tham khảo thêm cái gì khi mà đã xây dựng được rồi, cùng nhau xây dựng được, người ta đọc cho mình rất là nhiều, rất phù hợp với lại siêu âm, thế thì xây dựng được tim càng tốt ra, thì lúc đấy mình tin tưởng được cái kết quả bên đây tuyệt đối, thì gọi là sau đó thì người ta có thể, còn lúc nào người ta sử dụng thêm các loại để mà so sánh đối chiếu thì cũng là rất hợp lý. Thế thì cũng nên khuyên là nên nên sử dụng đối chứng các loại, để chẳng những tôi thì nếu như ta không dùng thì ta phí, thì những hạn chế thì đôi như khi là các loại nó cũng có những cái hạn chế, ví dụ như hạn chế do đặc biệt là những xâm lấn mạch máu thì không thể cắt lại hết tất cả các mô được, làm thường quy nó mới làm được, thế thì đôi khi là không bắt được, nhưng mà nó thường quy lại ra xâm lấn mạch máu này nào đấy, thì hoặc là đặc biệt ung thư thể nang thì cắt lại nó không cắt hết được, thế là phải chấp nhận là một số, hoặc là do các cái artifact, do lạnh đông đá thì nó sẽ bị thay đổi tế bào, và một số trường hợp thì và những liệu không tốt là rất nhiều các cái kỹ thuật thì đôi khi nó phải thoát khỏi dương một chống chỉ định thì cũng giống như các cái chống chuyện khác, những cái bệnh truyền nhiễm mà chưa có gì thì trong trường hợp nó có thể lây nhiễm, thường chúng tôi vẫn cắt, cũng chưa có rất cần thiết thì chúng tôi đã từng cắt các loại những trường hợp như HIV, như gan B, gan C đó, nhưng mà nếu như vậy chúng tôi có cách xử lý, thì chúng tôi ngâm một nhát vào thật nhanh, nhúng kiểu tái vào phóc môn để chúng tôi xịt cái hơi phóc môn, rồi chúng tôi thì nhân viên là nó, rồi sau đó thì cắt thì cũng bảo quản tốt thì nó không vấn đề gì đâu. Còn thời Covid thì cũng có những người của Covid thì lúc đầu đó, bây giờ thì Covid thì đáng thương đúng không? À, đáng yêu, thì ngày xưa Covid thì rất là sợ, thế là chúng tôi cho hết vào phóc môn, Covid nó cử hóc môn, thế là chúng tôi vẫn làm bình thường thế thì bệnh tổng cộng, thế thì đây là thì nói chung là chúng ta nên giảm những trường hợp, bây giờ HIV là không được dùng HIV, là dùng B40 hay là B20 nhỉ, B20, thế thì để ý là người ta còn cấm là không sử dụng những từ để mà không mang giết, phân biệt đối xử nữa, sống hòa thuận trong cộng đồng, và người HIV người ta sống bình thường mà, không người ta chúng ta điều trị thuốc tốt, thế thì cũng không cớ thì là cấm cả, nhưng mà thôi thì cứ nhúng vào, thế phải các bạn những cái anh cứ nhúng vào phong môn cho tôi nó cũng chết. Thế thì đây tóm lại thì đây các bạn trong mổ thì là hữu ích cho một số chọc hút nghi ngờ là cái không khả nghi được, thì các bạn trong mổ tuyến giáp là để sử dụng, ngoài ra thì còn xem cái mô anh rất hạch là tiếp cận giáp hay không, thì nếu như tiếp cận giáp để biết thì còn điều chỉnh kịp thời đúng không, nhưng hạ canxi lên sau mổ thì rất là mệt, có những bệnh nhân là cứ nó hạ thì hóa ra là chỉ mà thực ra chúng tôi cũng có hai cái, thì báo riêng cho bác sĩ tôi là tôi cắt một hai cái cận giáp ở đấy, nhưng mà cắt nữa rất sạch quá nó hết chết, thế thì để người ta gọi là chúng tôi ngoại khoa thì rất hay gặp cái chuyện đó, đôi khi là đấy, và các cái đánh giá rất căng, bây giờ là những cái phương pháp cái này thì cho kết quả là nhân trong bộ để các bác sĩ có thể thay đổi cái chiến lược, nhất là các cái phương án điều trị mới bây giờ là xét nhóm nguy cơ, thì các loại nó sẽ giúp tế bào mà không thể giúp được, đấy là người ta nhìn tổng thể những cái yếu tố mà nguy cơ cao trong cái phân nhóm ba nhóm nguy cơ, và ung thư tuyến giáp bây giờ là cái điều trị theo phân nhóm nguy cơ, không còn điều trị vào kinh nghiệm từng cá thể một nữa, người ta tập thể từ nguy cơ đánh giá và thế thì nó sẽ có cái lợi ích cho người bệnh. Xin chân thành cảm ơn.